sáng 22 tháng 10, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Văn Tấn 17 tuổi, quê Bạc Đãi Liêu, 16 năm tù về tội giết người. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tấn đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, ảnh hưởng đến trật tự, bình yên buôn bản hội nên cần xử nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Theo cáo trạng, Tấn và Trần Văn Hiếu 19 tuổi, Hồ Trọng Lĩnh 28 tuổi, Lê Minh Nhật 30 tuổi, là nhân viên quán Otsumo quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng số 5-4, sau khi uống bia về, Tấn cùng Hiếu ngủ lại phòng dành cho nhân viên tại quán. Do đèn hành lang chiếu vào khó ngủ nên Tấn nói Hiếu tắt đèn. Lúc này, Lĩnh cùng Nhật cũng vừa đi nhậu về đang đứng trước hành lang rỉ tai xảy ra to tiếng và xô xát với Hiếu. Tấn chạy ra bên giật Hiếu, dùng dao tấn công Lĩnh. Nhật căng ngăn thì bị Tấn đâm tử vong. Tấn sau đó đã ra cơ quan công an đầu thú. Lĩnh từ chối giám định và không đòi hỏi xử lý hình sự, bồi thường.